Hello và chào mừng toàn thể anh em đã quay trở với channel của mình. Thì hôm nay thì mình lại tiếp tục đi solo squad anh em ạ. Quay lại cái chuyên mục solo squad thì tiếp tục mình lại nhảy ở khu cảng đây. Novo ui ơi, đau thế anh em ơi. Thì trận này mình nhảy hơi lỗi một tí nên là mình ra ngoài. Kiếm súng thì mình vào rồi. Đây rồi, có AK rồi anh em. Lãy thì mình có nhảy, à mình nhìn thấy khá là đông các thanh niên ở đây. Trước mặt mình thôi. Đây này, trên thùng đây này anh em này, đang lây nhuy ở đây này. Hello anh trai, à đây rồi. Hello anh trai, anh chạy đâu vậy? Ui dồi ôi, cả băng đạn mới chết được tên này anh em ạ. Gạt luôn cho được việc. Đây vẫn còn tiếng chân đây. Trận này thì ở đây là khá đông vui anh em ơi. Đâu rồi, hello bác tài. Nghe vẻ ơ, đâu nhở, trống vắng chiều nay thế nhở. Mình sẽ vòng qua bên này đi. Để, đây rồi, nghe tiếng chân này. Ngay chỗ kho này. Hello anh trai. Nào. Hello anh trai. Ôi. Bắn trượt. Ui, trong này hai team anh em ơi, đang dã nhau. Nào. Hello bác tài nào. Đâu rồi, đâu rồi. À đây. Đây rồi. Ôi. Nó cũng thấy mình đau quá anh em ơi. Ui, có flare gun này. Được thực sự luôn. Hơi đau anh em ơi. Không có máu luôn. Tên này không có máu anh em ạ. Nhặt tạm cây mini. Có tiếng chân này. Tiếng chân ở gần mình đây này. Ngay bên trước mặt mình thôi. Mình nghe một tiếng chân nhỏ nhỏ ạ. Từ đã sang bên mấy cái xác này kiếm máu đã anh em ạ. Chứ không có máu tầm này không chơi được. Không thể nào mà chơi được với mấy thanh niên này. Cũng không có rồi. Ui ôi, nó sang đến đây rồi anh em ơi. Quả này toang rồi, quả này đứt rồi. Thôi rồi. Té đã. Không được rồi, chắc chắn là tên này cũng nghe thấy mình ở trong này rồi. Trước mặt thôi. Ôi không chơi được rồi. Mình không hổ báo được pha này. Máu mình còn có một chấm mà. Nước niếc không có. Ôi, mình chạy qua khu bên đằng sau này kiếm máu đã. Tôi có đồ thì mới chơi được. Không thể làm liều được. Không thể húng được trong cái tình huống này anh em ạ. Rồi bye bye bạn nhá. Hẹn bạn tí nữa. Đây, nãy bây giờ mình chạy sang bên kia mình cũng nút được đúng một cái phớt anh em ạ. Đây là mình chạy vào khu nhà mình kiếm luôn, à bắn luôn cái flare gun này. Đây này, trên này có người này. Mình nghe tiếng chân. Nghe thấy tiếng chân rồi. Mình cầm AK đấy. AK tầm này mạnh lắm, lốc 1 rồi. Vẫn còn rất là đông anh em ạ. Đây mình đẩy lên mình giết team này đã. À đây rồi. Làm gì ở đây? Càng luôn cho được việc. Bạn nó lên này, bạn lên này. Nào lên đấy. Lên đây. Trời ơi. Bò lên đây làm cái gì? Thơm anh em ạ, cờ liên luôn một team. Mấy bạn này làm gì có đủ tuổi thì chơi với mình. Hí hí. Mình là Linh ATM quái vật đó. Vẫn còn một team nữa vừa bắn mình anh em ạ. Từ từ đã, nhưng phải nút đã, hết đạn rồi. Trong này còn khá là đông vui. Mình còn bắn cái thính nữa chứ. Này còn gọi là bắn cái thính để thu hút thêm sự chú ý đấy mà anh em. Sở ca này, đổi sở ca đi. Từ từ đã, mình đổi súng xong rồi mình ra mình lấy cái thính. Đây vừa lấy có tiếng ở bên này. Đâu rồi? Hello mấy anh trai. Làm gì mà căng thế? Ra đây bắn nhau đi, núp làm cái gì? Đó, bên cái nhà xanh anh em ạ, mình nghe rồi. Bạn đứng ở nhà xanh, mình ra mình nút thính. Ờ, thính là của mình. Thính là của mình. Đi đâu? Đi đâu? Ủa rồi, anh gì ơi chạy nhanh thế. Anh gì ơi, anh rơi ví tiền này. Đậu phộng anh luôn. Anh gì ơi. Này thì chạy này, ô Việt Nam anh em ạ. Đậu xanh luôn. Vẫn còn tiếng bắn, ơi dã nhau này. Rồi. Làm win vừa dã được chết được ai đó. Kệ. Đấy thính đã. Ôi M249. Ốp luôn. Được thực sự. Bạn thôi xong. Các bạn toang rồi. Các bạn đưa M249 cho mình thì thôi. Khác gì các bạn bảo là anh ơi lấy luôn top 1 đi. Ốp nữa này. Chết. Lại còn đúng cây M249 xong rồi nọc cắm X3 chứ. Đúng gọi là combo mà mình yêu thích nhất. Mình thấy M249. Không biết là anh em thế nào nhưng mà mình ấy, anh em toàn thấy như anh Tuấn chẳng hạn,
hoặc là không phải là như anh Tuấn mà là đại đa số anh em luôn. M249 là anh em sẽ gắn Z-Dot hoặc Holo, nhưng mình không anh em ạ, mình lại một cái sở thích quái dị khác người cơ. Mình chỉ lắp X3 thôi, Z-Dot Holo mình vất luôn, chỉ lắp X3 mình sấy thôi, sấy cực mượt luôn. Đây đây này, trên nhà có thằng này, vừa nó ở trên nhà này đây. Đây rồi, tiếng ở trên nhà, vẫn ở trên nhà anh em ạ. Nào, cam mình này, trời ơi lại còn nghiêng anh em ạ, đèn lắm. Bạn nó chạy sang này, nào chạy sang đây. Trời ơi nó lại easy quá cơ. Đây thanh niên Queen này vừa lại giết mấy thằng đây, nó đuổi mình anh em ạ. À đâu, không phải quên này, bảo nó đuổi mình, nó định công mình anh em ạ. Nhưng mà bạn đèn lắm, mình là một con quái vật cầm M249 trên tay nữa thì bạn đèn. Anh em thấy cái tầm cầm M249 tầm gần nó bá không, nó quá bá luôn. Đây thằng nữa chạy sang này, mình nghe thính lắm, cái tầm gần tốc độ của M249 nó xả đạn thì thôi gọi là quên số nhà luôn anh em, không còn phải bàn cãi nữa rồi. Ui đây rồi, đến cướp thính ạ. Đến cướp thính này, ui ôi, quả lại không vào đầu, ui phí thế. Thế là cái thính của mình thu hút được khá nhiều các dân chơi đây. Đến cướp thính của mình là các bạn sai rồi, các bạn xin lỗi mình đi. Mà mình cũng nói thật luôn, các bạn xin lỗi thì mình cũng không đồng ý đâu. Các bạn sẽ phải bỏ cái mạng của các bạn xuống luôn. Mình nói nhanh thế cho nó vuông, tam giác, tròn hay là hình bình hành gì đấy, không phải nói nhiều. Đứng kìa, nào. Ui ơi, nào. Đúng này, ui ôi, không trúng anh em ạ. Ơ, đậu phộng, quả này mày không trúng thì vô lý nha. Nào thò ra. Được rồi, mình phải đẩy lên. Không được. Tầm này là mình dọa các bạn ấy sợ rồi. Đẩy lên này, hợp lý này. Chúng ta gọi là có một bàn chân nặng lẽ giữa dòng đứng kìa. Dòng đời như nước cuốn, chỉ trong bóng đêm. Một viên cô đơn lạnh lùng ngó này. Này thì nhảy vào đây bơm máu này. Trời ơi anh em thấy không, sĩ mà thua là easy. Này thì ngó tôi này. Bạn sang. Nào sang đây. Nào bạn sang đây. Sang đây. Ui trời ơi, buồn. Kể cả cứ 10 thằng như bạn mình cũng cần hết, mình cân tất luôn. Trời ơi, game lại dễ quá anh em ạ. Mình thì cứ bị mạnh ý, mạnh vờ lờ đậu xanh các bạn luôn. Mấy thanh niên này tưởng ăn mình dễ anh em ạ. Uầy, cờ lia cảm cũng ngon đấy. Ok, mình sẽ đi luôn thôi. Đây, vừa đổi được cái xe anh em ạ. Nhưng mà ui ơi, có thằng ui đậu xanh, ui nó bay kìa. Ui thôi anh gì ơi. Ui thôi. Ôi, toàn mà có lẽ. Ui thôi, em xin lỗi, căng thế. Ui anh ơi, em còn vợ trẻ con già anh ơi. Đứt rồi, thôi. Ui nó đuổi đến mình rồi, chơi. Phải chơi thôi. Phải chơi thôi. Ôi. Ghê vậy. Ui. À tay này còn mở mic ghê vậy anh em ạ. Ui bạn đèn lắm. Mình cứ nghĩ là mình toang quả này, nhưng mà không, gọi là con quái vật lại một lần nữa trỗi dậy. Và hai thanh niên nằm xuống, gọi là một đốt nhạc anh em ạ. Không kịp trở tay thay quần áo luôn. Mình bắn cứ phải gọi là không thể ngáp nổi. Ôi hai bạn ủi thành bọn này có cả ốp các thứ này. Ui à ug này, dầu vãi anh em ạ. Ok, té luôn. Đi săn người tiếp. Đây, cái thính nó lại rơi ở trong này. Mình lại tiếp tục gọi là coi như thế là đi tìm trẻ lạc anh em ạ. Không biết là có lạc gì vào đây không đây. Mà là bắn này. Bắn gì vậy thanh niên? Căng thẳng dữ vậy. Từ mình âm thầm đẩy sang anh em ạ. Tầm này là không thể nào mà hổ báo cáo trồn mà phi lên ngay được. Có tiếng gần mình. Chạy kìa. Nào. Chạy đi đâu? Ôi. Bạn ơi,
M249 vào tay mình thì thôi, nó cứ phải gọi là một cái chết êm xịt, bắn một phát chết một phát là gọi là không gọi là thấy mặt trời đâu luôn anh em ạ. Xấy đến đâu là nó easy đến đấy. Vậy là thằng kia vẫn còn vừa định nhắc là còn đồng đội xong. Bây giờ mình nằm đây đợi đắp chăn cho độc lập anh em ơi. Ốp kìa, ui bên này cũng có ốp luôn. Cặn đấy, úi sổi rồi. Ui thế là như vậy là bên này chắc là phải có hai team ấy. Ui chạy kìa. Ui hai cháu luôn kìa. Thấy rồi nhá, chú thấy hai cháu rồi nhá. Hai cháu úi rồi chạy này. Ui sau nhà vệ sinh, sau viền tường kìa. Sao chạy ra ngoài này ta? Cứ tưởng mình ở ngoài này à? Chạy ra ngoài kìa. Nào chạy sang đây. Nào sang đây. Hello mấy anh dai. Mấy anh dai có biết em ngồi chạy kìa. Ui chạy ra ngoài hết rồi anh em ơi. Nào. Ốp lại. Nào. Bay đầu. Ui dồi ôi. Một pha vẩy ốp phải nói là easy luôn. Nào. Đậu phộng các bạn luôn. Mình bị delay tiếng anh em ơi. Từ từ đã. Rồi ok rồi. Đang cứu đồng đội này. Nào. Đang cứu này. Ui ôi xịt rồi. Ui đậu phộng bạn luôn. Trời ơi. Này thì cứu này. Ui pha đấy tiếc thế. Nó chỉ cần ngồi 0,01 giây nữa thôi. Nó bị vậy. Thanh niên là to này. Thanh niên này tỏ ra. Nào. Bây giờ mình nắp đạn xong là bạn chết này. Bạn chết này. Ui giời ơi. Tại sao lại thò ra đấu với mình? Bạn này đen quá cơ. Làm sao mà đỡ được những cái pha như vậy? Ui mình không có bom anh em ạ. Ui bò tới rồi. Ui bò đầu thế. Ui được, không chơi. Ok. Đi luôn anh em ơi. Không thể nào mà chơi được cái bò này. Đi thôi. Vào trong bò thì mình sẽ cam ngược lại thanh niên đó. Đây rồi, vào trong đến bò nãy giờ. Mình cam nãy giờ không thấy đây này. Đây này. Thanh niên này chạy vào đây này. Chạy vào đây làm gì? Nào hello. Chạy ra kìa. Nào chạy ra đây. Ui ngoài bò rồi. Ngoài. Ui. Chạy khuất cái đồi rồi anh em ơi. Đậu phộng. Nó chạy khuất cái đồi rồi. Đèn thế nhờ. Cam nãy giờ mình vào đến bò thì cái thanh niên nốc kia được cứu, sau đó là ốp hồi xong. Thanh niên này hẹo rồi. Mình vào được đến bo thì thanh niên kia cứu và ui cãi gì đây, đang định nói không để tao giải thích à? Hả mày không bị để tao giải thích à? Mày thò ra đây nào, một lần thôi. Thò ra rồi thật anh em ạ. Thò ra nào xem ai nhanh hơn. Ui giời ơi. Trình độ vẩy của mình giờ nó lên nhanh rồi. Lại còn ra thò ra để ngắm nghía à? Này thì ngắm nghía này. Vậy là còn 3 tên. Nào đây rồi. Vào đến nơi rồi. Nào bơi vào đây. Còn 3 tên à? Nào. Bơi vào đây. Đẩy ra luôn. Ôi, thôi bốc cứt rồi. Ui. Thôi xong rồi, toang rồi. Ui, mình bị ra mồ hôi tay, đơ cả bứng quả đấy chứ. Thôi, bốc cứ tỏi thay đạn ra anh em ơi. Ui, thôi xong rồi. Thôi. Vai nổi anh em ạ. Ui, nó còn nguyên một team. Ma. Vãi thật, anh em có nhìn thấy quả đấy không? Mình nhảy ra xong rồi mình kéo cái tâm nó không bắn, nó không quay luôn. Bị ra mồ hôi tay. Làm quả đấy mình sau quả đấy là mình bị cuống luôn ấy. Tại vì là những cái nhịp như vậy mà dính cái là bị cuống ngay. Quả đấy mà không bị thì có phải mình xử lý easy không? Nói đèn anh em ạ. 3000 dam lận.